Chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Những quyết định thay đổi vận mệnh kinh tế quốc gia. Những con số biết nói. Những biến động của thị trường. Những thông tin tài chính thị trường tác động đến chính bạn. Tất cả sẽ có trong bản tin tài chính thị trường phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên HTV7. Phấn trang điểm Kyla, cả ba màu xanh điệu. Trò chơi truyền hình Kim Tự Tháp của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp lại quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh Di Bảo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim Tự Tháp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn gặp gỡ hai vị khách mời đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Người khách mời đầu tiên đó là người mẫu Thúy Hạnh. Xin chào Hạnh. Vâng, chào anh. Gọi là người mẫu Thúy Hạnh để nhắc lại những kỷ niệm thôi, chứ đúng ra bây giờ phải gọi là giám đốc Thúy Hạnh, phải không ạ? Dạ vâng, chức năng chính của em bây giờ là giám đốc chuyên môn của công ty Elite Model Beauty Việt Nam. Công việc hàng ngày của Thúy Hạnh làm những gì? Công việc chính của em là hiện nay đang quản lý về mặt chuyên môn của công ty Elite Việt Nam, liên quan tất cả những cái gì liên quan đến người mẫu, thì trong đó là cung cấp dịch vụ hoặc là đào tạo người mẫu nữa. Thì bên cạnh đó, cái mảng đào tạo là một mảng cũng rất là mạnh của công ty Elite Việt Nam, và em cũng đã từng là giáo viên rất là nhiều lần đứng lớp để giảng dạy cho các học sinh đặc biệt, đó là những học sinh về người mẫu. Thúy Hạnh làm công việc này được bao lâu rồi? Tính đến bây giờ là năm 2007 là tròn 14 năm rồi ạ. 14 năm rồi. Bắt đầu từ năm 1993. Và làm từ lúc mà phong trào người mẫu chưa có phát triển rộng rãi như bây giờ, phải không ạ? Vâng, đúng như thế. Thực ra thì cái phong trào người mẫu như hồi hai chị em bắt đầu thì nó hoàn toàn là mới mẻ, giống như là một cái gì đấy mà người ta chưa biết đến nghề người mẫu là cái gì cả. Nhưng mà thực ra thì mặc dù trải qua 14 năm nhưng mà đến bây giờ thì nghề người mẫu vẫn coi là một nghề, thực ra vẫn là còn là một nghề mới. Nhưng mà bây giờ là đã phát triển rất là nhiều rồi. Chính xác. Nói như vậy để thấy là công việc làm ăn phát đạt lắm, phải không? Công việc làm ăn thì nói là làm ăn thì không đúng, nhưng mà cái công nghiệp về phát triển và cái ngành thời trang thì có lẽ là đáng mừng hơn rất là nhiều rồi ạ. Cảm ơn Thúy Hạnh đã đến với chương trình của chúng tôi. Xin giới thiệu với Thúy Hạnh người bạn đầu tiên trong cuộc chơi ngày hôm nay, đó là anh Tùng Phương. Dạ vâng. Thúy Hạnh mới làm quen với anh ấy đi. Cảm ơn, cảm ơn anh Chi Bảo và cảm ơn khán giả của mình. Hy vọng chúng ta phối hợp ăn ý. Dạ vâng, cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, và vị khách mời thứ hai đó là đạo diễn Công Ninh. Trong mọi ngày anh quần tây áo sơ mi đi dạy rất là nghiêm chỉnh, hôm nay trông có vẻ hơi bụi bặm một chút ha anh ha. Để cho nó trẻ. Trong anh thì lúc nào cũng trẻ rồi, nhưng mà dạo này thì không thấy anh ở vai trò đạo diễn nhiều nữa, mà lại thấy anh ở trên màn ảnh nhỏ. Hiện nay anh đang đóng phim gì ạ? Anh đang quay cái phim Đồng Hồ Cát. Đồng Hồ Cát. Phim dành cho thiếu nhi. Cho thiếu nhi à? Anh giữ vai trò gì trong đó? Nên đóng một vai nhỏ trong đó. Song song đó nên làm cái vai trò phụ với đạo diễn, lo cái diễn xuất cho các em nhỏ. Cái phụ đó mới là cái chính của anh đó chứ. Phim này bao nhiêu tập anh ha? Anh có thể nói một số vấn đề về phim này được không? Tại vì phim thiếu nhi, thành ra cái tập phim thiếu nhi rất ngắn, có 25 phút thôi. Dạ. Thì tính theo số tập thì là 120 tập. 120 tập, vậy làm mất bao lâu anh? Chắc có lẽ là phải gần Tết mới xong. Gần Tết. Và triển khai cũng được 1/3 đoạn đường rồi. Thì sau phim đó anh có định quay trở lại sân khấu để đạo diễn một vở kịch nào không? Nếu còn thời gian thì có thể mình làm một vở Tết ở sân khấu. Cũng rất là lâu rồi phải không anh? Từ năm... nếu tôi nhớ không lầm là năm 1995.
Vợ Dạ Cổ Hoài Lan là một trong những vở kịch đã gây một tiếng vang rất lớn, và đến tận bây giờ mọi người vẫn còn mong muốn xem lại những vở đó. Hy vọng là một lúc nào đó anh cũng sẽ cho một vở ra đời, một vở tương tự như vậy nữa. Đó là ước mơ của tôi, và cũng có lẽ là ước mơ của tất cả những đạo diễn và tất cả nghệ sĩ. Và xin cảm ơn anh đến với chương trình của chúng tôi. Xin giới thiệu với anh người đồng đội của anh, đó là chị Ánh Tuyết. Mời anh đến làm quen với chị ấy đi. Cảm ơn chị ạ. Chúng ta cố gắng được điểm cao nha. Okay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta được cũng là gặp gỡ hai nghệ sĩ, mà bên cạnh đó họ còn là những thầy giáo và cô giáo. Và cũng nhân ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, xin kính chúc cho hai vị khách mời của chúng tôi cũng như là quý thầy cô được nhiều sức khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình Kim Tự Tháp hôm nay. Chương trình Kim Tự Tháp có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng này chúng ta có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Vườn ươm, vỡ sạch chữ đẹp, học đi đôi với hành, em yêu trường em, ước mơ trong đời, và chủ đề cuối cùng là oe oe oe. Một chủ đề cũng rất là ngộ nghĩnh. Trước khi hai đội bắt đầu vào những chủ đề đầu tiên, tôi xin nói qua một số quy định như sau. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính và các đáp án lần lượt được thể hiện. Người gợi ý hãy dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Và xin lưu ý, tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, chúng ta sẽ nghe một tín hiệu và sẽ không được tính điểm cho đáp án đó. Các bạn có 30 giây để diễn đạt 7 câu hỏi. Một câu trả lời đúng được 1 điểm. 1 điểm tương đương giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề đầu tiên. Và chủ đề này xin được dành ưu tiên cho đội của bạn Thúy Hạnh. Em xin chọn chủ đề vở sạch chữ đẹp. Chủ đề vở sạch chữ đẹp. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều liên quan đến quyển tập. Chúng ta có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Cái gì dùng để viết? Sơn cái bút thì phải có cái gì mới viết được? Cơm, ruột viết. Úc chị, trong ruột, bên hàng, trong ruột có cái gì? Hàng, bên trong ruột có cái gì mới viết ra được? Mực. Đi học. Trong quyển vở thì có những trong gì? Kẻ. Bên cạnh quyển vở có một cái phần lề đỏ. Một chữ lề. Cái gì để xóa? Gươm. Cái gì? Mấy mươi năm rồi mà vẫn còn nhớ ha. 5 điểm cũng là một số điểm rất là cao. 5 điểm hả? Chủ đề đầu tiên dành cho đội của anh Công Ninh. Mời anh. Vườn ươm đi. Vườn ươm. Gợi ý của chủ đề là như sau. Và đây là chủ đề có điểm thưởng. Anh đã biết cần phải làm gì để lấy điểm thưởng này rồi phải không ạ? 300 điểm anh Ninh. Hả? 7 chủ đề mình thêm. Gợi ý của chủ đề như sau. Những trường phổ thông tiêu biểu của thành trường gì mà mang cái tên ông đó là bác học của Việt Nam? Lê Quý Đôn. Trường gì mà mang cái tên là vợ của ông Lê Hồng Phong? Nguyễn Thị Minh Khai. Trường gì mà mang cái tên Pháp? Marie Curie. Trường gì mà mang cái tên một cái mùa rất là đẹp trong năm, cái bà gì? Mùa xuân. Mùa thị xuân. Mùa xuân là mùa thị xuân. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai dành cho đội bạn Thúy Hạnh. Và ở chủ đề này anh Tùng Phương sẽ là người gợi ý. Tôi chọn chủ đề ước mơ trong đời. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều mà con người thường mơ ước. Chắc chắn thế nào cũng có hạnh phúc này. Anh có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Ước mơ. Phải mạnh. Nhiều tiền. Giàu sang. Vợ chồng. Hạnh phúc. Không chiến tranh. Hòa bình. Ai cũng biết đến. Nổi tiếng. Bỏ qua. Cái gì cũng thành đạt.
làm chức vị cao. Chức vị cao, trong đó có một từ vị có trong đáp án của chúng tôi là địa vị, cho nên chúng ta không được tính điểm. Như vậy thì ngoài hạnh phúc ra cũng còn nhiều thứ lắm phải không, để mơ ước lắm không anh? Chúng ta đến với chủ đề tiếp theo, chủ đề này trở lại đội của anh Công Ninh. Em thống nhất chọn chủ đề e. Oe. Gợi ý của chủ đề này như sau, đây là một chủ đề cũng rất là ngộ nghĩnh. Những điều mà không... Những thứ thường thấy trong giấy khai sinh. Chúng ta có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Trước khi đến tên. Hả? Trước khi có tên. Là họ. Ngày tháng. Năm. Hai chữ. À, năm sinh. Kinh. Kinh tày. Dân tộc. Em ở Hà Tây, anh ở gốc. À, và nơi sinh. Nam nữ. À... À, giới tính. Tuyết Công Ninh. À... Tuyết Ninh là cái gì? Bạn bè. Anh. Chúng ta đã kết thúc tất cả là 4 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Thúy Hạnh được 10 điểm và đội của anh Công Ninh được 9 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề thứ 5. Chủ đề này dành cho đội của anh Công Ninh. Bây giờ anh chọn chủ đề nào ạ? Học đi đôi với hành đi. Học đi đôi với hành. Gợi ý của chủ đề này như sau: những môn học trong nhà trường. Chắc có khoảng mười mấy môn, phải không ạ? Nếu mà thời trung học thì cũng có mười mấy môn. Lên đại học thì còn nhiều nữa. Không nói anh nói ngoại ngữ. Bây giờ thì chúng ta có tất cả là 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Cái môn gì còn có nhiều số? Toán. Ừ. Cái môn gì mà ngược cái là môn hóa. Sinh. Ngược cái môn hóa. Lý. Yeah. Môn gì mà nói về con người với là thú vật. Sinh vật. Ừ. Cái môn chưa đầy đủ, chưa chính xác. Sinh. Ừ. Môn gì mà nói về địa điểm. Địa lý. Ừ. Cái môn gì mà viết rồi bình luận rồi phân tích. Văn. Cái môn gì mà nói về quá khứ. Sử. Ừ. Chủ đề cuối cùng là em yêu trường em. Chủ đề này dành cho đội của bạn Thúy Hạnh. Gợi ý của chủ đề này như sau: những chức danh trong trường học. Nếu mà những chức danh trong công ty thì coi như là trúng tủ rồi. Ở đây là những chức danh trong trường học thì chắc cũng không có nhiều đâu, đúng không? Chúng ta có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Cái người đứng đầu của một trường. Hiệu trưởng. Cái người mà dạy các em. Thầy giáo. Giáo viên chủ nhiệm. Đó. Giáo viên. Cái người ở dưới cái người đứng đầu của một trường. Hiệu phó. Cái người mà trông thi. Giám thị. Cái người mà đứng đầu của một lớp. Lớp trưởng. Của một lớp mà là giáo viên. Giáo viên gì? Giáo viên chủ nhiệm. Vừa nói xong. Lớp trưởng thì muộn màng rồi. Không còn thời gian để trả lời kịp đáp án lớp trưởng, mặc dù đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Như vậy là chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề. Chúng ta có thể đoán được đội nào là đội chiến thắng rồi, phải không ạ? Và đội của anh Công Ninh với số điểm là 13 điểm, đội của bạn Thúy Hạnh 15 điểm, tiếp tục bước vào vòng thi thứ 2. Hey, vẫn trang điểm cay la, thật xanh điêu, da trắng mịn màng tự nhiên, dưỡng da giữ ẩm, mưa mụn cùng chống nắng nữa. Wow, thật tuyệt. Vẫn trang điểm cay la, cả ba màu xanh điêu. Cay la. Đây là nghi thức của các võ sĩ sumo Nhật Bản khi mở đầu trận đấu. Ba, để con. Sumo được chế biến theo công nghệ cao cấp Nhật Bản với nước sốt thịt hầm nguyên chất và rau quả tươi ngon. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ hai của chương trình mang tên Chinh phục Kim tự tháp. Chúc mừng bạn Thúy Hạnh và anh Tùng Phương đã bước vào vòng thi đặc biệt này.
Ở vòng thi này thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ khó khăn hơn. Các bạn sẽ diễn đạt tất cả là 6 chủ đề trong khoảng thời gian 60 giây. Thứ tự từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó chúng ta có thể cho qua. Và điểm đặc biệt là ở vòng thi này không được dùng tay để diễn tả. Tôi giữ tay của Hạnh vào đây. Bạn không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. Hơi khó chịu một chút, phải không ạ? Bạn đừng luôn luôn lưu ý điều đó nhé. Chỉ được phép dùng từ và cụm từ để liệt kê. Không có được nói những câu đại khái như là không được đúng rồi, không phải đâu. Xém xém đúng cũng không được luôn. Đặc biệt chúng ta chỉ liệt kê mà thôi. Anh Phương hiện nay anh thấy như thế nào ạ? Có thoải mái không ạ? Dạ, cũng tương đối thoải mái anh. Tương đối thôi dạ. Hả? Làm sao để anh cảm thấy tuyệt đối thoải mái ạ? Dạ, chừng nào mình biết kết quả mình đạt hết thì mình mới thoải mái. Không được quá. Dạ. Chắc không được anh ơi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu chưa? Dạ. Rồi, xin chúc cho hai người may mắn ở vòng thi này. Chúng ta có 60 giây. 60 giây, bắt đầu. Đậu phụ. Măng dày. Thảo quả. Văn hóa. Thiết kế. Cao đẳng. Mỹ thuật. Bách khoa. Các trường đại học. Phú nhún. Trò chơi thiếu nhi. Đồ rê mi fa sol. Nốt nhạc. Kiếm bức tường. Hành tinh. Vũ trụ. Hành tinh. Rồi thiên thập. Trên tivi. Trên thế giới. Hành tinh có trên tivi. Bỏ qua. Bỏ qua. Rất cố gắng theo ạ. Phim nhưng mà lời đầu tiên là tôi xin có lời khen ngợi bạn Thúy Hạnh và anh Tùng Phương đã trả lời rất là trôi chảy ở những chủ đề đầu tiên. Nhưng đến chủ đề thứ hai là tỉnh Đồng Nai thì bạn Thúy Hạnh đã ngập ngừng ngay. Điều này dễ dàng thông cảm tại vì bạn Thúy Hạnh của chúng ta sinh sống ở Hà Nội nhiều hơn. Cho nên là các tỉnh ở miền Nam mà cũng không biết nó nằm ở đâu. Tỉnh Đồng Nai thì có thành phố Biên Hòa, đó là thành phố Biên Hòa. Rồi cũng có một chiếc cầu mà chúng ta đi vừa đi qua Sài Gòn thì chúng ta thấy cũng đó là cầu Đồng Nai, cũng thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Và chúng ta đã ghi được tất cả là 1.700 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.700.000 đồng. Cháu hơi lắm á, hồi xưa làm chỉ có mì ngon nha Hảo Hảo ngon bổ rẻ, lại có nhiều hương vị hấp dẫn. Hảo danh bất cứ truyền, càng ăn càng nghiện. Hảo, hai hương vị mới, thịt băm và vịt hầm. Ông đất ngày. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi dành cho khán giả đang theo dõi chương trình Kim Tự Tháp. Quý vị sẽ có cơ hội nhận được những phần quà của nhà tài trợ nhãn hàng Tây La. Nếu quý vị trả lời đúng hai câu hỏi của chúng tôi. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Trong chương trình tuần trước, xin hãy cho biết tên của hai vị khách mời. Câu hỏi số 2. Một trong hai vị khách mời đó, ai có số điểm cao hơn? Xin quý vị trả lời và gửi về địa chỉ số 99 107 Bạch Vân, phường 5, quận 5. Và ngoài địa tư, quý vị hãy nhớ đầy đủ họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Xin chúc quý vị may mắn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi khám phá kim tự tháp. Tương tự như phần thi vừa rồi, chúng ta cũng có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Trăm năm còn người, bạn thân, lời ca dân thầy, giáo dục. Và chủ đề thứ tư của chúng ta, xin lỗi, chủ đề thứ năm, cuộc đời vẫn đẹp sao. Chủ đề cuối cùng, muốn sang thì bắt cầu kiều. Tất cả những quy định của vòng thi này vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên bây giờ các thành viên của hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau. Bạn Anh Tuyết là một người đồng đội mới của đội bạn Thúy Hạnh và anh Tùng Phương là một người đồng đội mới của đội anh Công Ninh. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu vào từng chủ đề. Chủ đề số 1 xin dành cho đội bạn Thúy Hạnh. Mời bạn. Xin chọn chủ đề giáo dục ạ.
chủ đề giáo dục. Chủ đề là gì đấy? Gợi ý của chủ đề này như sau: những từ có chữ giáo. Điều này có nghĩa là trong đáp án của chúng ta phải có một chữ giáo. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì để dạy dỗ những trẻ con hư? Giáo dục. Không, có từ từ sau. Cái gì để giáo dỗ? Cái gì mà trên hết mà đạt cái bằng mà cao nhất của giáo viên? Giáo sư. Cái gì mà địa có nhiều trang giấy, địa lý, toán học mà có nhiều trang giấy? Thêm hai chữ sau. Giáo khoa. Sách giáo khoa. Cái gì mà... Không còn nhiều thời gian nữa phải không ạ? Bây giờ chủ đề thứ hai dành cho đội anh Công Ninh. Trăm năm trồng người đi. Trăm năm trồng người. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều liên quan đến thầy cô giáo. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái nơi học sinh đến học. Trường học. Một chữ trường. Khi mà giáo viên muốn lên lớp phải có cái gì? Phải đen, bảng. Cái gì để viết phấn? Cái gì mà để viết phấn? Bảng. Cái gì mà mở ra để mà học bàn, sách giáo khoa. Một chữ sách. Thôi. Cái gì mà để viết cái bảng đen? Mỗi khi lên lớp thì giáo viên mở sổ gì? Anh nói luôn sổ đầu bài đi cho dễ hiểu. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Thúy Hạnh. Bạn chọn chủ đề nào? Cuộc đời vẫn đẹp sao? Rồi vẫn đẹp sao? Đúng rồi, cuộc đời vẫn đẹp sao? Ai cũng muốn một cuộc đời như đẹp. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Ráng 4 điểm trở lên để nó còn đẹp nữa. Đây là chủ đề có điểm thưởng, đúng là chủ đề đẹp sao rồi. Cố gắng chúng ta trả lời hết 30 giây và trả lời đúng 7 câu hỏi thì sẽ nhận thêm số điểm thưởng đó nữa. Gợi ý của chủ đề này như sau: những giai đoạn cuộc đời của một con người. Đây là một chủ đề cũng rất là hay. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Mới sinh ra. Mới sinh ra. Trẻ gì? Trẻ con, trẻ em. Mới sinh ra. Qua. Em bé. Lớn hơn một chút xíu. Hơn nhi đồng. Học sinh. Cái lứa tuổi hơn nhi đồng. Qua luôn. Bắt đầu cấp sách đi. Học sinh. Hết lớp 12 rồi. Đại học. Hết lớp 12. Tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp rồi thì sao? Đi làm. Hai vợ chồng. Yêu. Ba chữ. Lập gia đình. Đi làm xong rồi có tiền lập gia đình. Phải không? Chủ đề tiếp theo dành cho đội của anh Công Ninh. Xin chọn chủ đề bản thân ạ. Chủ đề bản thân. Gợi ý của chủ đề này như sau: những thứ không thể thiếu được đối với mỗi cuốn sách. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Ngoài cuốn sách là gì? Bìa sách. Một chữ. Bìa. Người nào viết ra cuốn sách? Tác giả. Ở chổng là viết cái gì? Chữ. Bỏ qua. Ai làm ra quyển sách đó? Nhà xuất bản. Đầu mở cuốn sách ra có cái gì chồng? Lời giới thiệu, lời mở đầu. Phía sau có mục lục. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Trang. Hai tự. Trang sách. Hai cái. Cái gì? Số trang. Chúng ta đã trải qua 4 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Thúy Hạnh được 4 điểm và đội của anh Công Ninh 8 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Như vậy thì ở phần thi này thì đội của anh Công Ninh đã vượt lên trên rất là rõ ràng. Bây giờ thì đội bạn Thúy Hạnh hãy cố gắng lên. Chủ đề thứ 5, mời đội của bạn Thúy Hạnh. Em chọn là muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn sang thì bắt cầu kiều. Gợi ý của chủ đề này như sau: những từ có chữ cầu. Trong đáp án của chúng ta phải có một chữ cầu. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì mà để đóng điện? Cầu dao. Bên trong cầu dao. Cầu chì. Để lên, cái gì mà người đàn ông muốn lấy người đàn bà thì phải làm sao? Cầu hôn. Cái gì mà cần phải có dây bắt từ bên nọ qua bên kia? Từ bên sông bên này sang bên kia. Cầu treo. Cái gì mà để bóng đá có cái cầu môn. Cái gì mà để
bước lên cầu thang. Cái gì mà sóng nối giữa đài đài này với đài kia phải không? Đó là cầu truyền hình. Ở chủ đề cuối cùng là lời ca dân thầy. Gợi ý của chủ đề này như sau: những ca khúc viết về các thầy cô giáo. Ai sẽ là người gợi ý và ai là người trả lời ạ? Anh là người gợi ý. Anh có thuộc nhiều bài hát không anh? Biết dạ, biết vài bài thôi mà không tới 7 bài à. Không tới. Anh cần 2 bài thôi là anh đủ thắng rồi. Đừng đuối mà. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. 1 danh lăng lăng la 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 châu Á. Qua la 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 bụi phấn bảo qua qua có là ha là ha 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 em đi đến trường bảo qua ngày em đi học. Làm gì có bài ngày em đi học. Ngày đầu đi tiên học. Đi học chỉ biết có bài bụi phấn à. Chúng ta đã trải qua 6 chủ đề và hiện nay số điểm của hai đội bằng nhau là được 9 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Hai đội sẽ tiếp tục bước vào phần thi phụ để xác định xem đội nào sẽ là đội tiếp tục bước vào vòng thi chinh phục kim tự tháp. Và bây giờ hai đội chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thi phụ gồm có 2 chủ đề trong chương trình ngày hôm nay. Đó là chữ X và chữ S. Bây giờ xin mời đội của anh Công Ninh được lựa chọn một trong 2 chủ đề trên có chữ X và chữ S. Chữ S. Anh chọn chữ S. Chọn chữ S. Điều này có nghĩa là trong đáp án của chúng ta, ký tự đầu tiên bắt đầu bằng chữ S. Chúng ta có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Cái gì mà đối nghịch với dơ? Sạch. À, cái gì mà ở giữa trường? Sân. À, con gì mà dưới biển? Sóc. Nó có cái đuôi, nó có cái đuôi. À, cái gì mà người ta để người ta đúc nhà? Xào. Người ta đúc nhà, người ta làm. Cái gì mà tàu thuyền tàu chạy ghe sao? Chạy ghe hết giờ. Không biết có phải là một áp lực dành cho đội của bạn Thúy Hạnh hay không. Cứ thông thả. 5 điểm là một con số có thể vượt qua được để chúng ta cố gắng. Như vậy thì chủ đề của chúng ta là chữ X, những từ bắt đầu bằng chữ X. Bạn cũng có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì bên trong người? Cái gì bên trong người này? Tương. Cái gì mà có màu đỏ vàng? Xanh. Cái gì mà đồng nghĩa với cả cái chức vụ của em, giám đốc? Sếp. Cái gì khi mà người ta uống rượu người ta? Tay. Cái gì mà tiền mà nhỏ tung. Nhỏ. Cái gì mà khi nấu cơm á, nấu không. Không, người ta nấu không. Rau su. Khi người ta làm. Cái gì mà gần ta. Nào là đội chiến thắng. Số điểm hiện nay của đội anh Công Ninh là 5 điểm và đội của bạn Thúy Hạnh là 6 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thi cuối cùng của chương trình của chúng ta, đó là vòng thi chinh phục kim tự tháp. Một lần nữa xin chúc mừng đội của bạn Thúy Hạnh. Hôm nay một cuộc thi rất là gay go nhưng cuối cùng bạn cũng thắng. Hãy bắt đầu ngày mới với Kyla nhé. Sữa rửa mặt trắng da Kyla với vitamin B3 tinh chất hoa cam thảo làm da trắng dần lên. Sữa tắm trắng da Kyla có thêm chiết xuất sữa tươi giúp da mình ngày càng trắng sáng, mịn màng, đầy sức sống. Kyla. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên chinh phục kim tự tháp. Phải nói là chúng ta đã trải qua một phần thi rất là gay go phải không ạ? Vâng. Nhưng mà phần may mắn đã một lần nữa thuộc về đội của bạn Thúy Hạnh. Cho nên bạn đã 2 lần được ngồi vào chiếc ghế đó. Và tôi nghĩ rằng anh Công Ninh anh cũng muốn lắm. Mà hôm nay tất cả những may mắn anh Công Ninh đã nhường cho bạn hết. Cho nên bạn hãy cố gắng vượt rất qua một lần nữa. Vâng. Qua hết tất cả 6 chủ đề. Sẽ cố gắng hết sức. Bạn đã có kinh nghiệm rồi đúng không? Vâng. Vòng thi này. Nhưng mà vẫn cứ hồi hộp. Hiển nhiên đó là một điều thú vị của trò chơi. Dù cho có ngồi đây 3-4 lần đi chăng nữa, cảm giác hồi hộp vẫn diễn ra.
Bởi vì chúng ta phải diễn đạt 6 chủ đề trong khoảng thời gian là 60 giây. Không biết bạn Duy Hạnh 60 giây đó có dùng đủ không ạ? À? Có muốn thêm không? 70 giây. Chắc chắn là muốn thêm rồi. Chúng ta tương tự trả lời từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Chủ đề là khó, chúng ta hãy cho qua. Hy vọng rằng lần này thì chúng ta sẽ cố gắng mở ra hết tất cả 6 chủ đề trên. Chị Anh Tuyết, chị cũng cố gắng nha. Chị đưa ra rất là nhiều đáp án. Biết đâu trong những đáp án đó sẽ có một đáp án chính xác. Bây giờ thì xin chúc cho hai người may mắn. Cảm ơn anh. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Mực tím. Giấy viết. Dụng cụ học tập. Mực tím có giấy viết. Dụng cụ học tập. Mua ngoài sạp. Cửa hàng sách. Bỏ qua. Đồ ăn. Thực phẩm. Đồ ăn. Thịt lợn. Bỏ qua. Sách. Có số. 09123. Có ngày chẵn lẻ. Từ bưu điện. Qua đi qua đi. Bỏ qua. Oscar. Quả cầu vàng. Nó là thưởng điện ảnh. Sao thế này, tôi không thể nói được cái gì cuốn hết cả đây là những tờ báo học trò. Mực tím. Đây à, đó là một sự gợi ý rất chính xác. Em nghĩ là đi cuộc học tập không à? Chị em đã nói sao học trò nữa ha? Chắc là lâu lắm rồi chúng ta chưa có dịp nhắc nhở lại, thấy không ạ? Cho nên món chả giò thì sao? Có thể kể ra ví dụ như là cuốn nè, bánh tráng nè, giá nè, rồi rau sống nè. Nhưng mà tại vì ở miền Bắc bọn em không dùng chả giò. Không dùng chả giò. Chúng ta vẫn không kịp thời gian để mở ra xem coi là chủ đề thứ 6 là chủ đề gì. Bởi vì chúng ta đã mất cũng khá nhiều ở chủ đề thứ 3. Và chúng ta được tất cả là 500 điểm, tương giá trị được hưởng là 500.000 đồng. Sau đây xin được mời anh Công Ninh và anh Tùng Phương cùng bước lên sân khấu với chúng tôi. Cố gắng lắm rồi phải không anh? Thôi mình nhường phụ nữ thôi. Ở chủ đề 5 điểm, chủ đề thi phụ thế 5 điểm cũng là một số điểm cũng khá chắc ăn đó. Trời. Nhưng mà không ngờ đây là đội của bạn Thúy Hạnh tới 6 điểm. Không, của ấy nhanh quá, của ấy lành quá. Lành quá. Ủa chứ không phải là nhường à, hôm nay nhường chứ. Thôi, nói nhường rồi để tự an ủi thôi. Chứ bình thường anh lành hơn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi là số điểm của mỗi thành viên như sau. Trước tiên đó là số điểm của bạn chị Ánh Tuyết với số điểm là 1.350 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.350.000 đồng. Chúc mừng chị. Và anh Công Ninh với số điểm là 1.100 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.100.000 đồng. Chúc mừng anh. Và anh Tùng Phương 2.050 điểm, 2.050.000 đồng. Và cuối cùng là bạn Duy Hạnh của chúng ta, số điểm cao nhất 2.300 điểm, 2.300.000 đồng. Ngoài ra chúng ta còn nhận thêm những phần quà của nhà tài trợ nhãn hàng Kayla. Đó là... đây là bộ sữa tắm trắng da. Và bên trong có một chiếc ly cũng nhãn hiệu Kayla rất là xinh xắn. Đây, chương trình này các bạn. Được hết anh. Anh nhớ sử dụng thường xuyên với trắng da nha. Và xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn các anh chị đã đến với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi xin được giới thiệu vị khách mời đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó là nữ diễn viên Mai Mai. Và xin giới thiệu đến quý vị vị khách mời thứ hai là một đạo diễn trẻ Bùi Quốc Bảo. Xin chào Mỹ Vân. Khi mà đi chơi xa, anh chủ ở trong rừng thường có cái gì để chui vô? Chạy, sắt, lửa, đập, thợ rèn.